Tôi tên Trần Hoàng Ái Nhi, đến từ Đắk Lắk. Tôi tên là Nguyễn Thị Phu Uyên, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Trần Đình Thạch Thảo, đến từ Bình Thuận. Tôi tên là Nguyễn Hà Kỳ Loan, đến từ Quảng Nam. Tôi tên Lâm Thị Bích Tuyền, đến từ An Giang. Tôi tên Phan Anh Hương, đến từ Huế. Tôi tên Nguyễn Thị Thanh Khoa, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Nguyễn Thị Ngọc Điệp, đến từ Đồng Nai. Tôi tên Trần Hoàng Phương Trang, đến từ Đồng Nai. Tôi tên Nguyễn Thị Diễn, đến từ Quảng Nam. Tôi tên Phạm Ngọc Bảo Ngân, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi tên Dương Thị Ngọc Thoa, đến từ Sóc Trăng. Tôi là Tô Mai Thùy Dương, tôi đến từ Quảng Ngãi. Tôi tên là Lê Trinh Trinh, đến từ Đồng Tháp.